Sao đang xem gì vậy sếp? Review MN and the Wasp Quantum Mania. Ủa? Tối đi xem mà sao bây giờ lại xem review? Quan điểm của mình ấy là cái việc review phim trên mạng không có ảnh hưởng đến quyết định đi xem phim của mình. Tức nghĩa là mình xem thì mình cứ xem, thằng nào review chê ghen gì thì kiểu quạt nó. Mỗi người có một cái cảm nhận, bởi vì phim nó giống kiểu là nhạc. Thế nên cái video này ấy, tối nay tôi sẽ đi xem Quantum Mania và tôi sẽ review cho anh em. Khen chê đấy là việc của tôi, anh em xem đấy là việc của anh em, không có ảnh hưởng đến nhau. Nhưng mà để tôi xem xong rồi tối tôi đi xem review xem nó có như nhau không nhá. Thì mình đã có một cái kỳ vọng khá là rõ trước khi xem bộ phim này. Anh Hiển cho anh bộ phim này nó có hay không khi mà đã nhận rất nhiều review trên. Phim này cực kỳ xứng đáng cơ. Đấy đồng tiền bán gạo từng xu bỏ ra để coi nha. Chưa coi mà nói gì luôn. Vì vậy nên mà cái kỳ vọng của mình khi xem phim này thì chỉ đơn thuần nó là một bộ phim giải trí xem đánh đấm nhau. Chứ còn tôi không kỳ vọng gọi là đỉnh cao về cảm xúc hay gì đâu. Chúng ta sẽ vào đạp xem như thế nào nhá. Hours later. Sau khi xem xong bộ phim này thì mọi người đánh giá nó như thế nào? Nó bị tụt mút hơi nhiều. Chúng nghĩ là được cao trên 10 rồi. Mình đã hiểu tại sao cái phim này nó bị chê nhiều thế. Nói chung là cái cảm xúc sau khi ra khỏi rạp xem phim này, thứ nhất là tôi không nghĩ muốn đi xem phim lần thứ hai. Hình ảnh thì rất là đẹp. Mình nói hình ảnh nhìn thì đã. Đúng. Nhưng mà sau khi xem thì cảm giác là cái lượng tử giới nó giống kiểu là một hành tinh khác thôi. Đúng không? Kiểu có nhiều chủng loài thứ tinh sống thì có em tưởng lượng tử giới là cái địa ngục cơ. không có gì cảm giác đặc sắc lắm mà mặc dù ban đầu là kiểu là có nói quá nhiều về kiểu lượng tử giới nguy hiểm của thứ tinh như nào nhưng mà kiểu mình không cảm nhận được gì cả. Cái số 2 nữa là phim này cho thấy sự cân bằng ở tiêu đề, không giống như kiểu rất nhiều phim khác. Ở đây là nó vừa có người và vừa có kiến trong cái phim này, nó trọng tâm. Cái số 3 nữa là mình thấy hơi hụt hẫng với cái việc là đánh bom. Không cảm giác kiểu Kang nó bị nhiều cái thể quá cho nên cái việc giết Kang nó không có ý nghĩa to lắm. Không, kể cả thế nhưng kiểu là cách để mà đối đầu đoạn cuối cặp tác kiểu cái ban đầu thằng này được xây dựng quá bá. Mà cảm giác phim này có mấy câu thoại rất là xàm. Đúng rồi. Mấy câu thoại để làm gì. Nhưng mà Cassie đẹp gái. Okay. Đấy phải là. Nhưng mà cách xử lý Kang nó hơi ấy, với lại tuyến nhân vật phụ gần như là không để giải quyết vấn đề gì cả. Hay kể cả là cuộc đời về của người mẹ ở dưới đó nó cũng kiểu rất là con loa. Lượng tử giới mặc dù nói đến là rất là quan trọng như nào nhưng lúc vừa đến cái phim này vẫn chưa hiểu gì. Cảm giác như kiểu Marvel bị gấp dồn quá nhiều vào cái phim này. Marvel có thể làm hai phần này luôn. Làm đầu tư được tốt hơn nhưng mà nó bị dồn vào một phim lắm. Cái gì cũng gấp quá, nó không có được sâu. Và mình nghĩ rằng là cái cuối cùng cái mấu chốt vẫn là bộ phim này chỉ là cái bàn đạp để mà nó dẫn đến các phim khác. Chứ còn tại vì xem cái after credit thì mới thấy rằng là mọi người sẽ chờ đợi rất nhiều những phần phim sau, bởi vì những cái nó đã có một cái after credit cực kỳ hoành tráng để mở ra một cái thế giới sau của chúng ta với những cái boss gọi là real. Đây mới gọi là mini boss thôi. Và đặc biệt là after credit thứ hai sẽ link đến cái bụng bia này. Bởi vì mình cũng đã nói chung là hiện tại là ngoại trừ She-Hulk này với lại Miss Marvel là hai series duy nhất là mình không xem luôn, nhưng mà nó chưa coi. Mình chỉ xem tóm tắt phim để mình nắm được cốt truyện để vẫn theo dõi thôi, còn lại là mình không coi. Nhưng mà Loki hay các thứ xem rất hay, thì mình nghĩ mọi người nếu muốn hiểu được đa vũ trụ và những cái gì sắp tới thì mọi người phải xem hết. Và sau nói chung là phim này mình đã hiểu tại sao bị chê nhiều thế, bởi vì mọi thứ nó quá là bình thường. Căn bản là kỳ vọng của chúng ta đặt cao, bởi vì bản thân Marvel nói là quan trọng một thứ tình không hiểu thế nên mình mới đặt kỳ vọng. Nhưng mình đã thấy nó bị chê rất nhiều và mình đã giảm rất nhiều kỳ vọng, mà cuối cùng đã hiểu tại sao nó bị chê rồi. Chứ phim này xem thì vẫn cứ xem ngon, mình vẫn xem bình thường, vẫn thấy enjoy được. Còn không phải gọi là quá là xuất sắc các bạn ạ. Ở sau bây giờ xem phim siêu anh hùng mà cảm giác của đã thứ tinh các còn lâu mới có. Và như tôi đã bảo, đây phải là review, đây chỉ là cái cảm xúc sau khi bọn tôi xem xong. Xem phim ấy mà phải chờ review là khen chê, đi xem thì chỉ có sầm quạc thôi. Thằng nào thích xem thì đi xem, thế thôi, vân vân cái gì. Thấy cái con hoạt hình rất là dễ thương. Con nào nhỉ? Hey, survive, sin, hey, survive, sin, hey, survive, sin, hey, survive, sin, hey, survive.